Chào bác, như hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cắt tỉa hàng rào hái chè hàng Nhật bãi nhé. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Thì cái sản phẩm này thì rất thích hợp cho anh em nào muốn mua về tỉa bờ rào, cắt rào, làm cây cảnh bonsai hay là làm công trình đô thị các kiểu nhé. Thì các bác có thể tham khảo những sản phẩm mà tỉa rào. Đây là tỉa rào một lưỡi này, đây là tỉa rào như của con xô su này, là tỉa rào hai lưỡi nhé. Thì máy móc cái lô này ấy, bên em đã dọn đủ ok hết cho các bác nhé. Đó, thì sẽ gồm có máy Mazu này, rất là đẹp nhá. Đây là máy Mitsu, hai cây Mitsu, cây Zenoat này. Cây này cây Jobin, cây này cây Makita nhá. Rồi, xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Các bác nào muốn liên quan tâm hay là muốn tư vấn thêm thì liên hệ chi tiết qua số điện thoại là 0976 123 320. Đó, xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Thì đầu tiên ngày hôm nay có hai con tỉa rào, có con tỉa rào Makita nhá, con đầu tiên. Con này là hàng Makita, giá rẻ luôn cho các bác này. Con này giá chỉ là 1.100.000 thôi, bao phí ship. Máy đã dọn nổ ok ngon lành hết, cảnh đáo hết cho bác nhá. Con này thì lưỡi của nó này, lưỡi của nó là dài 55, lưỡi là lưỡi một lưỡi nhá. Hàng có máng này thì các bác hái chè được nhá, hay cắt tỉa bờ rào, khuôn viên cây cảnh thì rất là tiện lợi thôi. Đó, con này động cơ của nó 23cc, lòng 32 ly. Những sản phẩm này thì cắt cực kỳ là sướng vì lưỡi của nó là lưỡi Nhật nhá, cho nên là cắt rất là bền, thép Nhật cắt rất là bền. Con này giá là 1.100.000 con Makita. Rồi con số 2. Con số 2 ngày hôm nay con Jobin này. Con Jobin này lưỡi khá dài các bác nhé. Con này lưỡi dài đến 65 này các bác nhé. Lưỡi dài 65. Máng miếc còn rất là đẹp này các bác này. Đấy. Động cơ của nó động cơ 23cc, nòng 32 ly. Con này là 26cc nhá. Con này là động cơ 26cc, nòng 34 ly luôn nhé. Máy rất là mạnh. Máy rất là đẹp các bác này, lưỡi của nó này. Cực kỳ là xuất sắc nhá. Lưỡi bao không bao giờ mẻ cho các bác nhé. Đó. Những con này thì trọng lượng của nó chỉ là 5kg thôi. Hàng này thì các bác đi hái chè thì quá là ngon luôn các bác nhé. Máy thì đã dọn nổ ok hết rồi. Các bác nào muốn quan tâm thêm cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976123320. Con này giá là đi 1.400.000, bao phí ship của con số 2. Rồi tiếp theo số 3. Số 3 ngày hôm nay có con tỉa rào hai lưỡi hàng hàng của Zenoat Komatsu. Con này máy này thì động cơ là 23cc, nòng 32 ly, máy Komatsu nhá, lưỡi dài 60. Lưỡi nó rất là dày đấy các bác này. Lưỡi rất là dày nhá. Cực kỳ là dày, cực kỳ là đẹp luôn. Những cái hàng Komatsu này thì máy móc bao chất cho các bác luôn, chụp dần là trợ lực nhá. Máy Komatsu chạy rất là bền, rất là chất luôn. Các bác nào đã sử dụng qua những cái động cơ máy cắt cỏ hay là máy xúc máy ủi Komatsu các bác biết nhá. Cực kỳ là ngon. Máy thì bên em đã làm nổ rồi. Các bác về cứ thế là xài thôi. Những cái lưỡi này thì các bác có thể cắt được bằng những cái cành nhãn to bằng ngón tay cái này luôn các bác nhá. Đó, tỉa cành nhãn thoải mái luôn ạ. Rồi. Con này thì giá là đi 1.600.000 nhá, con số 3, con Komatsu hàng hai lưỡi. Tiếp theo con số 4. Số 4 ngày hôm nay thì có con hàng một lưỡi hàng VIP nhá, hàng đến từ thương hiệu của Mitsubishi. Hàng Mitsubishi thì các bác biết rồi, nghe thấy tên Mitsubishi thì các bác nào đã xài qua máy cắt cỏ Mitsubishi hay bất kỳ những cái động cơ máy bơm nước hay sao của Mitsubishi thì hàng nó cực kỳ là chất lượng luôn. Động cơ của nó trang bị động cơ 23cc, nòng 32 ly, hàng Mitsu, hàng trợ lực này. Quá là ngon luôn, chế ăn bro. Lưỡi của nó lưỡi dài 60. Lưỡi dài 60 còn nguyên máng này. Đấy. Hàng thép Nhật, thép nhựa đồng hoàng cho các bác nhé. Bao ngon luôn. Lưỡi của rất là dày. Con này thì giá là 1.600.000 này. Con số 3, hàng một lưỡi. Rất là đẹp luôn. Hàng Mitsubishi thì chất khỏi bàn luôn nhé. Khỏi chê. Rồi tiếp theo số 4. Số 4 có con TL20 rất là đẹp này. Con số 4 này. So với con số 3 này thì lưỡi nó dài hơn nhé. Lưỡi con số 4 này lưỡi dài 70 các bác nhé. Lưỡi dài 70. Máy thì sở hữu động cơ là Mitsubishi TL20 các bác này. Rất là mới nhá. Rất là mới này, máng cực kỳ là đẹp này, lưỡi con này lưỡi dài 70. Răng thì răng mau luôn nha các bác nhá. Cắt con này đi cắt cỏ ấy, cắt cỏ rất là thích luôn. Rất là mượt luôn nha các bác nhá. Đó. Con này thì máy Mitsubishi, hàng bao chất, máy đã dọn nổ ok rồi. Con này thì chế ăn bro nhá các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Giá là đi 1.700.000, bao phí ship con số 5, con số 5, con tỉa rào Mitsubishi. Rồi, tiếp theo con số 6, số 7. Số 6, số 7 này thì giới thiệu cho bác hai con Mazu. Hai con Mazu thì cùng một mã này. Con Mazu số 6 này thì mã của nó BH6000, động cơ là 20. Con này phải tầm 26cc, 34 ly nha các bác nhá. Con này thì đời cao, có khóa tay nhá, có, bác có thể quay được 180 độ. Lưỡi dài 60, lưỡi bao dày bao đẹp. Máy thì bao đẹp luôn, hàng như trong thùng luôn này. Các bác nhìn từng con ốc của nó này, ốc áng này, 7 màu luôn nhá. Rất là đẹp luôn, xuất sắc, chế ăn bro. Bác nhìn cái bô nó này,
quá là mới, quá là đẹp luôn nhá. Đấy, con này thì máy cũng đã dọn nổ ok hết rồi. Đây, tem mác này. Con này thì giá là đi 1.9 triệu nhá, 1.9 triệu bao ship nhá. Còn số 6 của Mitsubishi Maru Rangma, hàng tỉa rào hai lưỡi. Tỉa rào hai lưỡi này thì các bác cắt rào hay là các bác chơi cây cảnh bonsai thì rất là ngon, rất là tiện cho các bác luôn nhá. Còn số 6 này là 1.9 triệu. Con số 7 thì cũng là con Maru Rangma. Tất cả thông số kỹ thuật nó đều là giống con số 6 nhá. Con số 7 này thì nó mượt hơn các bác này, thì rất là đẹp luôn. Con này thì hàng như trong thùng luôn nhá. Rất là đẹp, hàng xuất sắc luôn. Cực kỳ là xuất sắc nhá. Con này lưỡi dài 60-65 gì đấy. Con này thì bán cho anh em giá là 2 triệu này, bảo phí ship nhá. Hai con siêu phẩm của ngày hôm nay. Đó. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại 0976 12370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.